bạn. Hôm nay mình con gái mình nó đi lót về, nó mua cốc cốc non á các bạn. Rồi về bây giờ mình làm cốc ngâm chua ngọt, cốc non ngâm chua ngọt. Thì đây là cốc non. Mình là gọt được bao nhiêu rồi đó các bạn, mình bào vỏ mình gọt, cái dao bào này là mua từ ở Việt Nam. Xài rất là ngon các bạn. Mình bây giờ mình ngâm cốc, mình gọt cốc, mình để vô trong này, mình ngâm trong cái nước lạnh đó, mình để vô một muỗng cà phê muối để mình ngâm cốc đó, cho nó được trắng với lại nó ra cái mủ nó sạch mà cốc nó không bị thâm đen. Mình gọt xong rồi giờ với ở đây là gần 2 phao cốc. Khoảng 2 phao cốc đó, mình xài là 150 gram đường, bột ớt với khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình chế vỏ đường vô trong này, mình làm đường vàng đó các bạn, thì mình không phải thắng đường caramel đó, thành ra mình đây mình đường vàng mình để vô, xong mình để chế nước vô 150 gram đường, khoảng 300 ml nước. Mình cho vô đây 1/3 muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi nấu. Nếu mà mình không có đường vàng á, mình làm đường trắng thì mình phải thắng caramel cho nó hơi có màu chút nha các bạn. Còn này mình làm đường vàng thành ra mình không cần phải thắng caramel. Mình để vô đây mình bắt lên mình nấu cho nó sôi xong cái là mình cho bột ớt vào. Đây là bột ớt và ớt trái nữa. Bây giờ mình đi nấu nước cho nó sôi, nấu nước đường này cho nó sôi nha các bạn. Đây. Mình mở lửa. Mình nấu cho nó sôi. Bạn nhớ là nếu mà mình không có đường vàng thì mình làm đường trắng thì mình phải thắng hơi có caramel để cho cái đường nó có màu vàng chút xíu. Rồi bây giờ mình để đây cho nó sôi, trong khi mình để cho nó sôi thì mình đi gọt cốc tiếp. Hôm nay có một mình ở nhà mình làm cái món này, có một mình vừa làm vừa quay. Gọt cốc nhớ để gọt cốc tiếp, mà nhớ để sợ quên cái nước đường nó sôi quá cái nó khét. Cốc này mua ở Việt Nam rất là rẻ, nhưng mà ở dưới Phước Lộc Thọ, ở dưới Bô Sa mắc quá các bạn ơi, nó tới 5-6 đồng một phao lận. Con gái mình nó thích ăn, nó muốn ăn mà xuống dưới gặp nó mua nó mừng lắm. Chứ còn mình ở Việt Nam mới qua mấy cái này mình chưa có thèm, mình thấy còn mắc quá. Cái dao bào mình đem ở Việt Nam qua xài rất là ngon các bạn thấy em xài rất ngon. Còn cái dao bào ở đây mình mua mình xài không có quen, mình không được. Còn mình thi rằng cái ở ngoài cái hình thức nó không có đẹp, nhưng mà xài rất là ngon. Mình đem qua hai cây, một cây này với một cây lớn hơn, các bạn thấy không, những cái trái cốc nhỏ nhỏ mình cầm mình bào rất là dễ. Đây các bạn, nhất là nhanh luôn. Hôm nay thời tiết hơi lành lạnh, ở đây hơi lành lạnh, thời tiết ở đây tốt lắm. Còn mình lạnh thì mình thích hơn là nóng. Mấy bữa mình đi xuống dưới Phước Lộc Thọ, nó thời tiết nó nóng quá, nó làm nó hơi khó chịu. Cái cốc này nè các bạn, thí dụ như các bạn thích để nguyên trái
thì để nguyên trái, còn nếu không thì mình chẻ ra thì nó dễ thấm hơn. Mình làm trong vòng một ngày, mình ngâm một ngày là mình ăn được rồi, rất là ngon. Nhất là cái tuổi trẻ ăn mà chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, thích lắm. Hồi xưa mà cỡ cấp này là mình ăn là mình ăn luôn vỏ chứ mình không có gọt vỏ nữa các bạn. Hồi mình còn đi học á, mình ăn luôn vỏ luôn, ăn như vậy mới thấm cái chua với mình, chứ còn nếu gọt vỏ là nó không có vô, nó không có coi như là miết cái chua mà mình mình muốn á, muốn nó đạt đến cái mức độ chua đó đó. Còn bây giờ thấy chua là ngán lắm, cái gì chua là mình không có thích ăn. Cái dao này gọt nhanh lắm, gọt rất là dễ. Bữa hôm đó mình đi xuống dưới người chị, mình về cái sọ nhỏ mà mình bào một chút xíu là xong hết trơn. Mình cầm cái dao kia, các bạn thấy không, nhanh, rất là nhanh luôn, bén dữ lắm. Nhìn nó không đẹp nhưng mà nó bén, nó bén, xài ngon lắm các bạn. Ở Việt Nam cái chỗ này bán á, người ta chuyên nghiệp á, người ta rèn á, người ta rèn thép, thành ra cái dao xài nó ngon dữ lắm. Chứ mình mà không biết chỗ mua xài cũng không tốt nữa. Ở đây cóc cũng mắc, ổi cũng mắc, sầu riêng cũng mắc. Ở Việt Nam thì mình thích ăn táo á, thích ăn lắm, nhưng mà mua thì sợ táo Trung Quốc, nhưng mà qua đây sao tự nhiên cái nhiều quá cái không thèm nữa. Đấy, rất nhiều lắm rồi, quá tạo như một keo nữa. Bạn nào mà còn trẻ mà thấy gọt cóc gì chắc chảy nước miếng quá nha. Còn người lớn tuổi nhìn vậy đâu chắc cũng không có thèm. Để khi ngâm ra rồi thì ăn mới đỡ chua, mới có cái độ ngọt của đường. Nước đường nó đang sôi rồi, để mình lại mình coi. Nước đường nó đang sôi các bạn ơi. Bây giờ mình lại đây. Đây nó sôi lắm rồi, nó tan hết rồi. Bây giờ mình phải để ớt, bột ớt vô. Một mình quay thì nó hơi khó coi nha, các bạn thông cảm nha. Mình cho vô đây, cái này là cái bột ớt nè các bạn. Mình cho vô đây một muỗng bột ớt. Rồi mình tắt lửa các bạn. Này. Nếu mà mình xài và ớt tươi các bạn phải để cho nước này, nước đường nó nguội nha. Còn cái này là bột ớt thì mình để vô đây là nó sẽ nở ra. Đó. Các bạn ăn cay nhiều ít tùy thích ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi gọt cóc, chẻ cóc, mình để cái nước đường này cho nó thật nguội. Mình bắt qua cái bếp này cho nó nguội, không có còn để ngâm trên cái bếp đó nữa. Rồi bây giờ mình đi gọt cóc tiếp và mình chẻ cóc các bạn ơi.
gần đầy, chắc này nó đầy rồi, nếu mình gọt hết cái này là nó sẽ dư, nó sẽ như cái keo. Đây xong rồi, nếu mà cái những cái trái cốc này mà nó nhỏ vậy nè thì mình có thể để nguyên, nhưng mà mình chẻ ra thì nó mau thấm hơn các bạn. Còn mấy cái cốc lớn này thì mình phải lấy cái dao lớn, lấy cái dao lớn mình chẻ mới được. Đây, mấy cái cốc lớn này nè các bạn, mình phải chẻ ra. Đây, các bạn ơi, chẻ làm hai được rồi. Mình chẻ nó cốc này non, chẻ dễ quá các bạn. Cái này non quá, non nó chẻ rất là dễ. Không thích ăn chua mà chẻ gì cái tự nhiên cái hai bên đây nó muốn nhiễu nước miếng. Trái này ngon quá các bạn ơi, nó non, nó ngon quá. Ôi dạ. Rồi mình chẻ xong rồi, bây giờ mình đem đi rửa. Mình ngâm hồi nãy giờ cũng nó cũng thấm rồi, nó cũng trắng cái trái cốc rồi các bạn. Bây giờ mình đem đi rửa rồi mình để ráo để mình đợi nước đường nguội đó mình chế vô. Mình để ráo xong mình chắc vô keo rồi mình đợi nước đường nguội đó mình chế vô để mình ngâm. Mình làm ra được keo lớn keo nhỏ. Rồi nước đường của mình nấu xong nó cũng nguội rồi. Như vậy là với bao nhiêu cốc này á, chắc này gần 3 phao lận. Thành ra cái đường á mình là phải làm á là 2 chén rưỡi đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ớt. Đó. Rồi bây giờ mình chế vô, mình ngâm một ngày là mình đã ăn được rồi các bạn. Nè, thể theo lời yêu cầu của con đó anh. Ngon không? Hấp dẫn không? Giống ngâm ở Việt Nam bán. Ngâm tới chiều tới tối là cũng có thể ăn được rồi. Còn nếu hôm ngày mai là ăn rất là ngon. Đó. Ớt này thì mẹ để nhiều nhưng mà nó không có ớt này, cái loại ớt gì đó không có cay lắm. Jalapeno. Ớt gì? Jalapeno. Jalapeno hả? Thôi các bạn thấy không, hấp dẫn không? Rồi mình đã được 2 cái keo cốc rất là hấp dẫn. Bây giờ mình để lắp lại, mình để vào tủ lạnh. Là tới tối nay, bây giờ là trưa, như tối nay hoặc là sáng mai mình ăn là rất là thấm. Đó, các bạn nào thích ăn mà còn chua chua nhiều ha là tối nay ăn. Đó, mình để vào tủ lạnh mình nó rất là giòn nha các bạn. Mà mình ăn lâu được nữa, ví dụ các bạn ăn lâu á ha là nó các bạn ăn lâu mà để vô tủ lạnh nó vẫn giòn ha. Đây 2 keo cốc ngâm chua ngọt. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đó, hấp dẫn chưa các bạn? Các bạn có nhiều nước miếng không? Ngon lắm các bạn ơi. Mình không thích ăn chua mà mình chẻ cốc, mình gọt cốc, mình còn
hai bên đây nó chảy nước miếng đâu các bạn. Rồi các bạn nào thích cái món ăn chơi này thì cùng vào bếp làm với mình nha. Nấu chút xíu thôi, đơn giản thôi, nhưng mà có là cóc thì mua hơi khó. Rồi nếu mà không có, mình không làm cóc thì mình làm xoài cũng được các bạn. Xoài sống á, là sống ở đây thì có rất là nhiều. Còn cóc thì mua khó thôi, cóc mình phải đi xuống dưới phố Bô Sa mình mua ở dưới chợ Phước Lộc Thọ mới có. Để bữa nữa mẹ mình sẽ làm nho ngâm. Nho ngâm. Nho thì làm rượu chứ đâu có nho ngâm. Tại cái nho nhiều á mình làm rượu. Nho ngâm. Nho này là chú Chiều rất là thích ăn. Ra nó đi chợ, hôm nay chủ nhật nó đi chợ nó mua nho về cho ba nó. Mấy bạn nào có yêu thích chú Chiều á, gửi nho cho chú Chiều là chú Chiều cảm ơn nhiều lắm. Một ngày chú Chiều có thể ăn khoảng 5kg nho. Dữ vậy? Không có cần ăn cơm luôn. Bởi đó chú Chiều qua Mỹ ăn, chú Chiều ăn nho không phải không? Chú Chiều dễ nuôi lắm, chỉ cần có nho là chú Chiều chịu à. Rồi bye bye các bạn. Rồi. Rồi cái món cóc ngâm chua ngọt đến đây là đã hoàn tất. Mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nấu nước đường á, nấu nước đường đơn giản vậy thôi đó. Các bạn thấy rất là ngon. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Rồi có thể các bạn sẽ mua xoài làm để cho những cái đứa trẻ trẻ đó nó thích ăn cái món này lắm đó các bạn. Còn nếu mình có con nhỏ mà nó khoảng mười mấy tuổi đó nha, là nó thích lắm. Còn cái người lớn tuổi thì phải ngâm cho nó ngọt ngọt chút xíu ăn mới vừa với cái khẩu vị của người lớn tuổi, chẳng hạn như mình với các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Bye bye. Gặp lại các bạn video tới nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, rất là cảm ơn. Bye bye. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ vô cái trang món ăn mẹ nấu ủng hộ nha. Ba mình có mở cái món ăn mẹ nấu. Ok, thank you. Bye.